烈焰在乱灼，灼痛应放手，手偏仍渴望拥有，有过了折磨，有伤口。是恨或是爱，爱这亦爱透，透得完半夜苦透。透过这铃声碎片踪迹，难追究，难追究。真真假假，飘飘忽忽，每刻困惑泪流。我与你怎去断定谁属错友？谁人活一生内疚？难参透。丝丝点点撇开我便自由，偏偏心中的思念从未妥协，如何被洗刷净化，仍即隐去悠sao lại dẫn tôi đến đây? Lần trước em rời khỏi Hồng Kông, anh đã đứng đây nhìn máy bay chở em bay đi. Anh đối xử với tôi thế nào tôi rất rõ, nhưng còn Tiểu Đăng Thái thì sao? Anh đã dứt bỏ hết chuyện của anh và Tiểu Đăng Thái rồi, tại sao em lại không tin tưởng anh vậy? Bởi anh tin những gì Tiểu Đăng Thái nói thật sao? Anh không hề nghi ngờ tình cảm của dành cho anh chút nào à? Được. Cho dù Tiểu Đăng Thái có yêu anh thiệt đi nữa, vậy thì sao? Anh yêu ai, quyết định quen với ai, đó là chuyện của anh mà. Tại sao em không hề hỏi ý kiến của anh mà đã quyết định giùm anh? Xin lỗi nha. Không phải tôi không tôn trọng anh, và cũng không phải không tôi... Không phải muốn nghe ba chữ xin lỗi anh đâu. Anh muốn nghe ba chữ khác kìa. Tiểu Đăng Thái và Chiếu Lượng đang cặp bồ với nhau, tại sao em còn nghĩ là một bên? Anh nhớ em đã từng nói, em xử lý về chuyện tình cảm rất là thất bại. Anh an ủi em nói không phải. Nhưng mà bây giờ tôi thật là thất bại quá. Anh sẽ không để em tiếp tục thất bại đâu. Cuộc đời anh đã từng yêu hai người đàn bà. Một là người vợ quá cố của anh, người còn lại là em. Sau này sẽ không còn người thứ ba nữa. Bảo Ngôn, anh không có ép buộc em đâu. Lần trước em bỏ đi 9 tháng cũng không hề để lại chữ nào cho anh, mà anh giữ đợi em. Anh không ngại đợi tiếp đâu. Anh biết em cần có thời gian để suy nghĩ rõ mọi chuyện giữa hai chúng ta. Nhưng dù em quyết định như thế nào, anh vẫn tôn trọng em. Ba ăn ngủ quay đi. Ba coi anh Luân tốt với ba chưa? Sao ba không chịu cười vậy chứ? Ba thì già nhưng mà chưa đến nỗi lẩm cẩm. Hồi nãy ba không nói, mặc kệ hai đứa nói. Bây giờ về nhà rồi, có phải muốn gạt ba nữa không? Hồi nãy con đối xử với ba như vậy là không đúng. Nhưng mà ba cũng thấy đó, anh Hai Nguyên và bác sĩ Niếp tiếp tục như vậy sẽ không cứu vãn được. Lúc nào cũng lo cho người ta, không lo cho mình gì hết. Ba muốn con nói sao ba mới hiểu chứ? Con cặp bồ với ảnh đâu có cần đăng lên báo đâu hả? Dạ phải đó, tôi cháu thật lòng mà, không phải là giỡn chơi đâu. Ừ. Nè, ăn miếng cải đi. Được, ừ. Em ăn đi. Ăn miếng ngỗng đi. Ừ. Nè, sao ba không ăn đùi ngỗng quay vậy? Nếu như con rể tương lai của ba gấp á, thì ba ăn liền. Bác à, đó là đùi trái đó. Tiểu Đăng nói ba thích ăn đùi trái lắm. Vậy cậu có biết Tiểu Đăng Thái coi sách gì không? Dạ biết, Tiểu Đăng là độc giả trung thành của Điếp Bảo Ý. Tiểu Đăng còn có một bộ tác phẩm của cụ nữa. Thích nhất là cuốn nào? Ước hẹn kiếp này sẽ là vĩnh hằng. Nè, có đúng không con? Trời ơi, ba không biết mà lại hỏi người ta. Sao ba lại không biết? Ước hẹn kiếp này sẽ là vĩnh hằng đó. Đừng có dẫn chơi nghe, ăn hiếp con gái tôi đi. Ba yên tâm đi, con không làm gì đâu, con tốt với Tiểu Đăng lắm mà. Mèo ạ,
Hay là mèo nghỉ ngơi một lát đi, mèo đã tìm suốt cả đêm rồi, chắc chắn mèo sẽ tìm được thôi mà. Mình không có trình độ, cũng không có nghề chuyên môn, hú hồ thời buổi bây giờ như vậy mình chắc chắn không thể tìm được. Cứ từ từ tìm đi, đừng nóng lòng. Nè, đây, ở đây có nhiều món rất là đẹp, tụi mèo chọn bất cứ món nào nhưng mà phải vui vẻ lại nha. Rộng rãi vậy sao? Chúng ta là bạn thân mà. Trời ơi, chiếc nhẫn này đẹp quá, kiểu lại rất đặc biệt. Mình tặng chiếc đó cho mèo. Cảm ơn nha. Không có gì, vô đi. Tưng tưng mèo à, xuống ăn chè đi. Ok, yeah. Rồi. Nè, xuống ăn chè. Mèo, chiếc nhẫn cháu đeo có phải của dì Bảo Ý không? Sao chú lên tiếng quá vậy? Chiếc nhẫn này là của Tưng Tưng cho cháu, chứ là mèo sợ kìa. À, xin lỗi nha, chiếc nhẫn này là của má con mà, sao con lại tự ý tặng cho người ta? Con không cần giải thích với chú, con thích tặng ai thì tặng mà. Tưng Tưng à, con lục hộp đồ nữ trang của má con à? À, không phải, lần trước con cho Tưng Tưng mượn đeo. Nó đó, mượn là lấy luôn, con biết trả lại. Nếu như mèo thích á, thì cứ đeo đi nha. Con cái bạn gì? Em à, chiếc nhẫn đó anh cố ý đặt người ta làm tặng cho em vào dịp lễ tình nhân. Chứ đã tặng cho má rồi thì tức là của má. Chứ coi má còn rộng rãi ghê chứ, không nhỏ mọn như chú đâu. Tưng Tưng. Dì à, con không lấy nữa đâu. À, không sao. Mèo à, Tưng Tưng tặng cho con, vậy tức là của con rồi. Những chuyện đàn bà chúng ta chú không hiểu đâu. Cái bàn gì? Anh về đi. Em à, em hãy nói câu công bằng đi. Từ ngày anh đối xử với Tưng Tưng như thế nào, tốt như là cha ruột vậy. Chuyện gì anh cũng chịu đó hết. Còn nó đối xử với anh như kẻ thù vậy. Nhưng mà không sao, nó là con nít, anh là người lớn, anh nên rộng lượng hơn. Như lần này nó thật là quá đáng mà. Rõ ràng nó biết chiếc nhẫn nó anh tặng cho em, vậy mà nó lấy đem tặng cho người ta là ý gì đây? À, đủ rồi, anh đừng có lôi tôi như đàn bà vậy được không? Anh cũng biết nói Tưng Tưng là con nít rồi, thì anh nhường nó một lần nữa đi, có được không? Em à, không phải vậy chứ. Anh nhường nó đã quá mức rồi. Nó đã nói là tặng cho mèo rồi, biết sao chứ. Không lẽ em đòi nó trả lại à? Tưng Tưng làm sao nói với bạn đi. Nè, đủ rồi nha, anh nói chuyện này suốt cái đêm rồi. Coi nè, làm em không biết mình viết gì nữa nè. Anh cứ vậy làm sao mà em viết bài được? Em à, chiếc nhẫn đó là do anh. Bỏ đi, coi như là em không thích, em tặng cho Tưng Tưng vậy có được chưa? Không phải vậy chứ, chiếc nhẫn anh tặng em. Nè, đừng có nói nữa mà, anh nói hoài làm sao mà em viết bài được. Anh ra trời ngoài đi, mà... ra ngoài nói một mình cho đã đi mà, đi đi. Đừng có làm gì vậy? Tử tướng. Má, má ngồi đi, má chưa ngủ à? Thường ngày con uống rượu đều bỏ đá, hôm nay không có bỏ đá, có phải con không được vui không? Con đâu có tư cách gì để không vui chứ. Con ở đây cứ bị người ta nói hoài, còn tệ hơn một người làm nữa, thật xấu hổ quá. Nhiều lúc Tưng Tưng cũng bướng bỉnh lắm, lúc nào cũng móc họng con là nó không có đúng. Nhưng con không coi chân diện cũng coi Phật diện, hãy dành nhiều thời gian cho nó, sẽ có một ngày nó chấp nhận con. Con biết, thật ra con không muốn tính kỹ với Tưng Tưng đâu, nhưng mà... Ê, thôi bỏ đi. Ngửa là thịt, úp cũng là thịt, trước mặt người ngoài cũng khó xử lắm. Con quen với Bảo Ý lâu rồi, con cũng biết tánh của nó không được tốt mà. Trước kia nó nổi nóng, liện đồ la như trời sập vậy. Nhưng bây giờ nó đã sửa đổi rất nhiều rồi. Con biết, nhưng mà con cũng nên nghĩ tới cảm nhận của con chứ, con là đàn ông mà. Con dành thời gian cho nó đi. Con và Bảo Ý đã trải qua biết bao nhiêu chuyện mới sống với nhau được. Không lý nào lại vì chuyện nhỏ như vậy mà bỏ cuộc chứ. Không đâu, dĩ nhiên là không. Vậy thì má yên tâm, một gia đình hạnh phúc không dễ dàng có được đâu. Con nhớ lời nói này của má nha. Con biết rồi má. Con xin lỗi má. Chuyện gì vậy? Từ trước tới nay con cứ tưởng má còn giận con vì chuyện con có lỗi với Bảo Ý. Không ngờ má. Dù sao đi nữa con cũng là con rể của má, làm má vợ dĩ nhiên là muốn con gái và con rể được tốt mà. Má cũng muốn con và Bảo Ý sống đến tuổi già. Con biết rồi, cảm ơn má. Ngủ ngon. Má ngủ ngon. Anh xin lỗi em, hồi nãy anh không đúng, anh nhỏ mọn.
Anh lớn nhà đầu thì không nên tính kỹ với Tân Tân, lỗi tại anh hết. Hãy phạt anh xuống dưới phòng khách ngủ đi. Nhưng mà ngủ dậy rồi thì không được giận anh đó. Anh thành thật xin lỗi em, đừng giận anh nghe. Ai nói là kêu anh xuống dưới ngủ vậy? Mất công anh ở đây làm mất cảm hứng viết bài của em thì không tốt cho lắm. Anh không được đi đâu hết á. Lỡ như dưới đêm con Mèo nó thức dậy nhìn thấy anh ngủ dưới phòng khách á thì mất mặt lắm. Em không giận nữa hả? Hồi nãy em ăn nói cũng hơi nặng lời một chút. Bỏ đi, coi như là què nha. Một điều ha. Phải đó. Thế giờ đó thì phụ báo lên. Bác sĩ Điếp. Vô đi. Cô có vẻ mệt mỏi quá, mất ngủ hả? Có phải vì sếp tăng cho nên ngủ không được ngon giấc không? Tiểu Đăng Thái nói cô và sếp tăng vẫn chưa hòa giải. À phải, sao cậu và Tiểu Đăng Thái giấu kín vậy? Thực ra tôi muốn nói từ lâu rồi. Chuyện sếp tăng và Tiểu Đăng Thái, trước khi chúng tôi quen nhau tôi đã biết hết rồi. Lúc đầu tôi cũng không tin tưởng lắm. Lúc đó cậu vừa mới chia tay với bạn trai cố vấn đầu tư mà. Tôi thấy chuyện gì cậu cũng nói với sếp tăng. Tôi cũng từng nghi ngờ Tiểu Đăng Thái vẫn còn yêu sếp tăng. Vậy tại sao cậu vẫn đeo đuổi cậu? Chuyện này cũng đơn giản thôi. Có chuyện gì cũng vui thì nói ra hết. Cô nghe xong còn nói tôi khờ nữa. Cô nói cô đã nghĩ thông suốt rồi. Cô và sếp Tăng thật sự không còn gì. Cô coi sếp Tăng như là anh hai của mình thôi. Và trong lòng của sếp Tăng chỉ có một mình cô. Vậy tại sao hai người quen nhau còn phải che giấu mọi người? Bởi vì trước đây Tiểu Đăng Thái gặp bồ, đã gặp nhiều trắc trở và áp lực. Cô muốn bỏ cuộc đó. Nhưng mà cũng may tôi chiều cổ được. Cô nói tình thầm kín thì tình thầm kín, đã tình cảm ổn định rồi mới công khai. Nhưng mà không ngờ xem chút làm cô và sếp Tăng đi vào ngõ cụt. Nghe cách nói của cậu bộ cậu cũng có kinh nghiệm về tình cảm. Phải đó. Nhưng mà nếu cô và sếp Tăng mau chóng hòa giải thì càng tốt. Đó, cũng như lần trước vậy. Nếu cô không có làm người khuyên can thì không có tới chùa xa công trễ. Nè, mọi việc rõ ràng rồi. Tôi và Tiểu Đăng Thái không phải là tội nhân thiên cổ đâu nha. Không liên quan đến hai người. Dạ, yeah, sau khi cô trở về gặp nhiều chuyện quá vậy. Coi bộ phải chuyển nhận rồi. Coi bộ cũng phải đó. Chồng cháu bao nhiêu tiền cái? 50 đồng một cái. Làm ơn cho tôi hai cái. Dạ được. Nhiều lúc á, mấy cái chuyện duyên phận mình không tin cũng không được. Cũng như ngày hôm nay vậy. Vừa đúng với thời gian. Duyên phận? Có thật là trùng hợp vậy không? Có người nói cho anh biết trước thì có. Không phải đâu. Là ông trời cảm thấy mình nên trở lại với nhau. Ông trời cũng biết em vẫn còn lo lắng cho anh. Và ông trời cũng biết hôm nay em sẽ đến chùa cầu phúc. Còn anh thì như ma sai khiến khi không tự nhiên đến đây. Anh đó, lúc nào cũng lấy ông trời để làm cớ. Anh coi chừng có quả báo. Anh làm vậy cũng vì em thôi mà. Nó ớn lạnh quá. Phải đó, vì em thích nghe. À phải, hồi nãy em nói với Sa Công Gia Gia có phải là chừng nào nắm được tay của anh, phải không? Thật ra mấy chuyện tình cảm, tốt hay xấu, đều nằm trong tay của mình thôi. Mê tín quỷ thần không có khoa học chút nào. Anh biết, cho nên em không cần tin gì hết, chỉ tin mình anh đủ rồi. Cha, đã 6 giờ mấy rồi à? Gia Nguyên Tân Sở có về ăn cơm không vậy? Hồi nãy tôi gọi điện cho nó nhưng mà không có gọi được. Không biết gần đây nó làm cái gì nữa. Đi đâu cũng không báo lại à. Có xe rồi nè. À trời. Về rồi hả? Bảo Ngôn đến ăn cơm. À dạ yeah. Tự nhiên ngồi chơi đi ha. Ngồi. Cảm ơn nè. Trời ơi ông mập à, vô phụ ông tay đi. Tự nhiên ngồi chơi. Em muốn gì? Chà thằng con này,
hẹn cổ tới nhà ăn cơm, không báo cho mình một tiếng à. Nè, còn muốn sao nữa? Người ta đã mua tôm mua cá làm thêm nè. Vậy thì sao chứ, tôi cũng phải làm đã đời. Ông có nhớ không, lần trước á, tôi làm 9 món thì cổ không tới. Lần này lại tới ăn cơm đột ngột như vậy đó. Chà, chuyện cũ kỹ như vậy mà bà vẫn còn nhớ. Bà có nhỏ mọn quá không? Hả, ông bên người ta trách tôi hả? Đừng có giận mà, con nói vui vẻ là được rồi. Phải rồi, phải rồi. Chuyện gì ông cũng bên cho cô hội nếp đó. Ông xấu thiệt đó nha. Tôi biết mẹ phỏng vấn có được không? Hy vọng là được. Chuyện này đã qua lâu rồi, cô nên trở lại cuộc sống bình thường chứ. Bây giờ nó tích cực tìm công việc và trở về nhà ở. Em rất hy vọng nó sẽ quên hết những chuyện trước kia. Yên tâm đi. Mèo ra kìa. Ý, mèo. Mèo, sao rồi? Nhìn mặt ông giám đốc hồi nãy, biết chắc là không được rồi. Đừng vậy mà, việc này không được thì tìm công việc khác. Phải rồi. Đi thôi. Nè, áo đó đẹp lắm, tặng cho mèo nha. Nghĩ coi lát nữa ăn gì tôi đãi cho. Được thôi. Sao đúng lúc quá vậy? Nè, ông muốn sao đi? Bỏ đi nhanh quá, sợ cảnh sát bắt sao? Mèo à, đừng nghe ông nói mà, đi. Thôi đi. Mớ gì đến cô, tôi nói chuyện với bà xã tôi mà. Ông nói cái gì? Mèo. Nói cái gì, làm cái gì thì cô. Đừng đi nè, muốn sao đi? Kệ ông đi. Đừng nóng giận, để tôi trả 120 cho cô. Quề nha. Ông nói cái gì? Mèo à, mèo đừng nghĩ đến chuyện đó nữa. Nè, ở gần đây có một tiệm vàng ngon lắm, chúng ta ăn thử đi. Ừ. Mình không muốn ăn, mình nhất định không tha cho thằng khốn đó. Hạng người này tốt hơn là đừng có kiếm chuyện với hắn nhiều. Phải đó, cứ mặc hắn nói đi, chứ sao gì ông trời cũng phạt hắn mà. Nhưng ít thôi, ông trời sẽ không trừng phạt hắn đâu. Tại sao để hạng người này nhỡ nhơ ngoài vòng pháp luật chứ? À, có taxi kìa. Đến đường bác gia sĩ Adima. Tôi nói chuyện với bà xã thôi mà. Nè, tôi trả 120 cho cô coi như quề. Mèo. Cẩn thận, nó tan tắc. Mèo đâu rồi? Trời, đi đâu rồi? Bây giờ phải làm sao đi? Mấy tấm hình này bảnh trai thiệt đó. Vậy à? Anh có biết không, mấy tờ quảng cáo dưới nhà đùng một cái là bị mấy cô gái lấy hết à. Cũng nhờ ông chủ tạo cơ hội cho tôi thôi. Tony, tôi đã nói anh có năng khiếu mà. Còn có nhiều cơ hội đang đến đó. Đồng thời trong tay của tôi có một chương trình thích hợp cho anh lắm. Vậy à? Phải đó, có cuốn tạp chí bên Nhật muốn sưu tầm số hình. Và họ muốn tìm những người mẫu có khuôn mặt hơi đặc biệt ở châu Á. Có hứng thú hay không? Dĩ nhiên có rồi, hiếm lắm mới có được cơ hội này. Có thì tốt rồi. Nhưng mà chừng nào? Nghe nói là tuần sau sẽ đến chọn nè, người có đó. Phải không đây? Tủ đựng đồ của mấy người bị xét hết. Bây giờ làm đồ thể thao của tôi bị dính xét hết rồi đây nè. Thật là ngại quá. Nói ngại là được sao? Bây giờ cô phải bồi thường mọi tổn thất cho tôi. Còn nữa nha, tôi muốn đổi tủ khác. Về mặt bồi thường á, chúng tôi phải hỏi người phụ trách đã. Người phụ trách cái gì chứ? Ông Diệp. Thì tôi có chuyện gì? Vậy bây giờ giải quyết sao đi? Nếu như cô muốn đổi tủ đựng á, thì điền vào giấy này trước đi. Hello Thomas. Hi. Nè, sao không vô phòng tôi ngồi? Hồi nãy anh đâu có ở đây đâu, làm sao mà vô được chứ? Anthony mời uống trà kìa, có rảnh rỗi hay không? À phải đó, cùng đi đi. Anh và Susanna đã tạo nhiều cơ hội cho tôi, và tôi cũng chưa có thời gian để cảm ơn. Tốt bụng quá. Nhưng mà có người mời uống trà thì đi. Tôi có tiệm quen, ngon lắm. Đâu vậy? Đi. Đi thôi, đi thôi. Vậy sao? Anh tài thiệt đó nghe. Em có lộc ăn. Đi. Này, cô điên rồi à? Tôi nói điên rồi. Nếu cô còn có tiền ở đây, tôi sẽ kêu cảnh sát bắt cô. Tân à, em đừng lo lắng quá. Bác sĩ đã chích thuốc an thần cho Mèo rồi. Hay là hãy để Mèo ngủ thêm lát nữa đi. Phải đâu, hai người ở đây với cổ cả ngày đã mệt lắm rồi. Hay là về nhà nghỉ ngơi đi. Tôi muốn ở đây với Mèo. Nếu Mèo tỉnh lại, tôi sợ Mèo sẽ gặp chuyện nữa. Không có gì đâu, chúng tôi có sư tỷ ở đây coi chừng mà. Phải đâu, thôi em về nhà nghỉ lát đi. Cùng lắm tối nay anh đưa em đến thăm Mèo. Phải đâu, về nhà nghỉ ngơi đi. Cảm ơn nhiều. Đừng có cộng cổ mà. Đây là nguyên tắc, mong cô hiểu cho.
Không có gì đâu, yên tâm đi, đi nhà nghỉ ngơi. Đi, đi. Không biết anh hai của Diêu gia sao rồi? Nè, bây giờ mình hỏi cổ chứ bị cổ chửi thôi, mình đi. Thân thân à, sao chúng ta không nói vài câu với Diêu gia? Chúng ta có thể thay mặt Mèo nói câu xin lỗi cần vậy mà. Tình thế bây giờ như vậy, anh nói xin lỗi với cổ không nghe lọt tai được, chỉ làm cho tình hình thêm căng thẳng. Có gì đợi mai mốt rồi hẳn nói. Nhưng mà đi đi, mai mốt hẳn nói mà. Bác sĩ à, Diễn Thiên Minh sao rồi? Cậu ấy cũng may mắn, vết thương không có sâu lắm, băng bó rồi, không có gì nghiêm trọng. Nhưng mà phải siêu âm não giùm cậu ấy, coi có bị chấn động não không. Yên tâm đi, không có gì nghiêm trọng đâu. Cảm ơn bác sĩ. Hai sếp à, hai sếp hỏi xong chưa vậy? Chúng tôi sắp hỏi xong rồi, nhưng mà đây là trách nhiệm của chúng tôi, mong cô hiểu cho. Tôi cũng mong hai sếp hiểu cho. Bây giờ anh hai của tôi là bệnh nhân, anh cần phải nghỉ ngơi mà. Bỏ đi Thiên Tinh, để họ hỏi thăm vài câu đi. Khẩu cung sơ bộ của anh đã hỏi xong rồi, chúng tôi sẽ lập hồ sơ khởi tố Kim Diệu Linh gây thương tích và hủy hoại hình sự. Dĩ nhiên là phải thưa cổ rồi, không biết cô gái đó có phải có vấn đề không. Lần nào cũng vậy, lần này cũng vậy. Tôi nghi ngờ của anh mà anh bắt cổ đến bệnh viện tâm thần đi. Đến lúc đó trên án biết xử thế nào mà. Chuẩn bị ra tòa làm nhân chứng đi. Nếu sau này chúng tôi cần anh hỗ trợ điều tra, chúng tôi sẽ liên hệ với anh nữa. Vậy đi, bye bye, cảm ơn nhiều. Thật ra nếu chúng ta ra tòa làm chứng á, thì cô gái đó sẽ gặp rắc rối. Cô gặp rắc rối, cô không đáng để tội nghiệp đâu. Anh cho cô bài học đi. Cảm ơn nha anh hai. Sao rồi, có phải họ đòi thương Mèo không? Anh hai nói Diêu gia và anh hai của cổ đòi thương Mèo gây thương tích. Họ đều là nhân chứng quan trọng. Vậy lần này Mèo sẽ gặp rắc rối rồi. Trời ơi, tội gây thương tích không phải là nhẹ đâu nha. Lỡ như có tiền án á, thì Mèo sẽ mất hết tương lai đó. Bạn cũ của anh là luật sư đó, anh có tiếng về những vụ án hình sự lắm. Để ngày mai anh gọi điện cho anh, coi có giúp được Mèo không. Được, anh gọi thử đi. Tân Tân à, con đừng lo mà. Dù có chuyện gì á, gia đình mình cũng giúp cho nó mà. Thật ra lần này Mèo cũng nóng nảy quá. Anh còn nói nữa, tất cả cũng tại anh hết đó. Anh thấy Mèo bỏ đi rồi mà không đuổi theo, chỉ đứng chờ ở đó thôi. Không phải đâu, em đừng có giận anh mà. Anh đâu có biết cổ chạy nhanh vậy. Em biết lần này anh thấy Mèo hơi rắc rối, nhưng anh có thông cảm cho nó không vậy? Lỡ như nó có tiền án về chuyện này á, thì chắc chắn nó sẽ mất hết tương lai đó, anh có biết hay không? Tân Tân à, em hãy nghe đi, nói đi. Đi đi, anh đi về đi. Tân Tân. Giác Kiều à, hay là cháu về trước đi. Tính của Tân Tân cháu cũng biết mà. Phải đó, cháu đừng có trách Tân Tân, nó ăn nói hơi nặng lời một chút. Nhưng mà con nè Gia Kiều à, hãy nghe chú nói. Khi người đàn bà đang nổi nóng, người đàn ông thông minh sẽ tự động tránh mặt, mất công châm dầu vào lửa. Về nhà đi, qua hai ngày sẽ không có gì đâu. Hả? Con qua ăn mì đi, má có tìm thịt vào đó. Cảm ơn má. Sao đây, khóc rồi có phải nhẹ nhõm không? Con thấy tức cho Mèo thôi mà, con đâu có gì đâu, má đừng có lo quá. Vậy còn Gia Kiều? Anh đã về rồi hả? Con đó tánh con giống hệt như má, khi nổi nóng không cần biết ai là ai, vậy không nói lý lẽ gì hết à. Sự thật là vậy mà, một mình Mèo bỏ đi rồi mà anh cũng không đuổi theo, chỉ biết đứng ở đó thôi. Nó cũng đâu có muốn. Con nghĩ coi, sự việc xảy ra quá đột ngột, nó cũng đâu có biết phải làm sao, phải không? Má biết là con lo cho Mèo mới nổi nóng như vậy, nhưng mà con cũng nên nghĩ đến cảm nhận của Gia Kiều chứ. Không lẽ con phải nói xin lỗi ảnh sao? Nè, đừng nói là má không nhắc nhở con nha. Trên đời này người có tánh tốt như Gia Kiều và chú của con không có mấy ai đâu. Nếu như con làm cho Gia Kiều sợ quá bỏ đi, má coi sau này con đi đâu tìm được người tốt như Gia Kiều để chiều con chứ. Má à, sao lúc nào má cũng bên cho anh Kiều vậy? Con tự hỏi mình đi, má đang binh con hay là binh Gia Kiều đây? Vậy lần sau con sẽ chiều anh. Thiên Tinh, Thiên Tinh. Anh dậy rồi hả? Có chuyện đụng trúng đâu đó.
mấy giờ rồi? À, 2 giờ mấy rồi, khuya quá sao em còn ở đây? Trời ơi, em không ở lại đây, lỡ như giữa đêm anh đau hay là uống nước ai chăm sóc anh? Anh đâu phải là con nít đâu, rót nước anh còn làm được mà. Được rồi, em biết làm được, để em rót nha. Nè. Em coi mình kìa, ngáp hoài à. Bác sĩ đã nói là anh không có gì rồi, đừng có lo lắng cho anh nữa. Em không lo lắng sao được, anh vào bệnh viện lớn chuyện như vậy, lỡ ba má biết được sẽ là em chết đó. À, thì ra không phải lo cho anh mà lo sợ ba má chửi, có phải vậy không? Gì chứ, hồi đó em vừa tốt nghiệp ở Canada, lại không chịu ở lại với ba má, cứ đòi về Hồng Kông với anh. Em nhớ chúng ta còn hứa với ba má là tụi con sẽ tự biết chăm sóc cho mình mà. Bây giờ đã gặp chuyện rồi, ba má sẽ thừa dịp bắt chúng ta về. Biết sợ rồi hả? Em có nhớ mỗi tuần á, ba má gọi về vào ngày nào không? Là sáng mai đó. Ngày mai là thứ sáu sao? Phải rồi, nếu ba má gọi về mà không có ai bắt điện thoại thì ba má càng nghi ngờ hơn. Vậy phải làm sao đi? Biết sao được, thôi về nhà thôi, khuya rồi. Đừng mà. Em đừng có lo cho anh, không sao đâu. Ok, được rồi, mau về đi, khuya rồi. Có thật là anh không sao không? Không sao đâu mà, về nhà đi, mau lên. Vậy thôi được. Ngày mai anh muốn ăn gì, cùng lắm em nấu cho anh ăn. Ê chà, em đích thân xuống bếp. Thôi khỏi đi, bây giờ đầu của anh đang bị đau nè, mất công ngày mai lại đau bụng. Chà, người ta nấu cho anh ăn mà anh lại nói như vậy? Nói chơi thôi mà. À phải rồi, lát nữa ngồi taxi cẩn thận chút nghe chưa, ghi lại số xe taxi cũng nhớ không? Được rồi, dài dọc thấy mồ à, nhớ đắp mền nha. Ừ. Em đi nha. Bye bye. Nè, lát nữa có chuyện gì á, anh nhớ gọi cho cô y tá nha. Biết rồi, em còn lôi thôi hơn anh nữa đó. Bye bye. Bye bye. Julia, báo cáo này sếp Cao nói là lấy gấp, kêu cô làm nhanh lên. Trời ơi, cô làm sao vậy? Nhìn mắt cô kìa, đỏ ao à, như là thiếu ngủ vậy. Tối qua ngủ không ngon à? Suốt đêm qua tôi phải ở bệnh viện chăm sóc cho anh hai. Nè, mau pha ly cà phê uống cho tỉnh đi. Ừ. Ê da, cô sao rồi? Xin lỗi nha. Không sao chứ? Không có gì. Sao đi không cẩn thận vậy? Tôi con vậy mà cũng không nhìn thấy. Dạy có đau không nè? Không đâu, tôi nghĩ tôi hơi bị trật chút thôi. Thôi về đi, cô tới phòng y tế thoa chút thuốc giảm đau đi. Nếu còn đau thì thoa rượu thuốc đi. Ừ, đi chơi. Cẩn thận nha, cẩn thận đó. Nha. Julia, nghe nói hồi nãy cô bị đụng trúng vai hả? Có sao không? Có gì, cũng đau mắt mới tới anh. Nè, để tôi giúp cho. Không cần đâu. Để tôi giúp cho mà. Đã nói không cần rồi mà. Cô không sao chứ? Anh đừng làm ra vẻ tốt bụng nữa. Nếu không phải tôi lo lắng anh hai tôi ở bệnh viện ra sao thì tôi bị trật hay sao chứ? Xin lỗi nha, tôi không biết. Xin lỗi làm gì, tôi gặp anh là thấy ghét rồi. Julia, cô... Mèo à, tinh thần cũng khá nhiều rồi đó. Bây giờ em ăn được lại ngủ được. Không tin anh hỏi Tân Tân đi. Mèo khỏe nhiều rồi mà. Nếu vậy thì tốt rồi. Nè, cô nghỉ ngơi vài ngày nữa, đừng có vội đi tìm việc làm. Ăn đi. Cảm ơn anh xin. Có gì đâu. Ở bệnh viện lâu rồi, buồn quá Tân Tân à. Hay là Tân hãy làm thủ tục xuất viện giùm mình đi. Mèo cứ đi nghỉ ngơi vài ngày đi. Nè, bạn thân với nhau, không lẽ Tân không tin mình sao? Hay là ngày mai Tân làm thủ tục xuất viện giùm mình đi. Ngày mai mình và Giao Giao phải thi rồi. À, không sao đâu, tôi có thể đón cô xuất viện mà. Dù sao ở tiệm cũng không có nhiều việc làm cho lắm. Cảm ơn anh Sinh. À phải Tân Tân à, Tân có hỏi sếp Tân giùm mình lần này mình gây thương tích có sao hay không? Khờ quá, làm gì mà có chuyện chứ. Cô đâu cố ý gây thương tích đâu. Có phải không Tân Tân? Có phải họ không thương mình không? Tân Tân à, Tân nói đi. Tân mà nói thiệt với mình đi. Tân Tân à, thật sự họ muốn sao chứ? Mèo, có thương mình không? Thật ra về phía cảnh sát là thương Mèo vì tự gây thương tích. Vậy mình phải ngồi tù rồi. Mình phải ngồi sao tù. Sao lại như vậy? Mèo đâu có cố ý làm ảnh bị thương đâu. Mèo chỉ tìm tên khốn nạn trả thù thôi mà. Thật tình tôi không muốn tổn hại đến ai đâu. Chỉ vì tôi nóng nảy quá cho nên mình đánh người ta bị thương. Tân Tân à, Tân Tân hay là tôi đi nói giùm mình đi. Kêu người mẫu đó đừng thương mình. Mình không muốn ngồi tù đâu. Mình không muốn ngồi tù đâu mà. Mình không muốn đâu. Tân Tân, chúc đi. Không sao đâu, có tôi ở đây nhất định sẽ giúp cô mà. Không có gì đâu, yên tâm đi. Tôi sẽ giúp cô mà. Cùng lắm là truyền thuốc men cho anh thôi. Không có gì đâu. Anh cũng lành rồi hả? À, hồi nãy tôi nghe cô y tá nói đầu của anh không có bị chấn động, có phải không? Chứ là cũng sắp lành rồi hả? Tôi nghĩ là cô đến đây không phải muốn coi tôi có sao không? Cô muốn kêu tôi đừng có làm nhân chứng, đừng có thưa cô bạn của cô, có phải không? Vậy anh có thể không truy cứu chuyện này không?
Dĩ nhiên không được rồi. Chuyện của cô bạn cô chúng tôi không bỏ qua dễ dàng vậy đâu. Không phải ai cũng như cổ vậy, không như vậy thì đi gây thương tích cho người ta, vậy cũng được sao? Cô nghe tôi nói cái đã. Tôi biết bạn của tôi làm ảnh bị thương là không đúng. Thật ra cô không có muốn đâu. Bởi vì cô đã bị tên khốn đó hãm hiếp khiến tinh thần bấn loạn nên mới làm tầm bậy thôi mà. Tôi không cần biết. Tóm lại cô gây thương tích là không đúng rồi, có phải không? Tôi cũng thông cảm cho hoàn cảnh của cô lắm. Nếu như mà cô không chịu một bài học thì lần sau sẽ có người khác bị hại. Không đâu, bởi vì trải qua sự việc này cô hối hận lắm rồi. Cô đi gây sự cũng vì pháp luật không có trừng phạt được tên khốn đó thôi. Cô làm anh bị thương cũng là ngoài ý muốn. Anh hãy cho cô một cơ hội đi. Cô đã từ tuổi này phải biết tự giải quyết chuyện của mình chứ. Có lý nào lại liên lụy đến người khác? Tôi biết, nhưng mà Mèo mới là người bị hại lớn nhất trong chuyện này. Nếu như cô phải ngồi tù, tôi sợ cô sẽ không chấp nhận nổi. Nè, cô bạn đúng là rất tội nghiệp ha, nhưng mà gây thương tích là không đúng rồi. Tôi cầu xin hai người hãy cho cô một cơ hội đi. Tôi sợ cô sẽ làm chuyện dại dột. Thôi đừng nói nữa, tôi sẽ không thương cô đâu. Anh cũng thương cô thiệt hả? Anh đừng gặp tôi nha. Nè, anh bị người ta đánh đến nỗi điên rồi hả? Cứ coi như là anh điên đi. Người ta đã tội nghiệp lắm rồi, mất công dồn người ta đến bước đường cùng. Cô hãy trở về coi chừng bạn của cô đi. Tôi không truy cứu, nhưng mà cảnh sát thì tôi cũng biết. Hai người không truy cứu cổ chắc đáng sẽ xử cổ nhẹ tội hơn. Tôi đi nói cho Mèo biết. Cảm ơn. Cảm ơn nha. Hai ngày nay em cũng khổ lắm mà anh Tony. Bỏ đi Diêu gia. Đi. Nè nè nè, anh chưa khỏi hẳn mà. Đừng có dội tập tạ. Lỡ bị thương lại thì sao đi? Nè. Uống sữa tươi đi, tốt cho anh đó. Đại sư khẩn trương. Tập tạ đâu phải là vận động kích liệt gì đâu. Hai ngày nữa anh phải bay qua Nhật để mà quay quảng cáo. Không tập đu chút ta coi sao được. Bây giờ anh đã đu con lắm rồi, lỡ bị thương lại thì sao? Anh vẫn chưa khỏe hẳn mà. Biết rồi, biết rồi. Ê, có người tới. Để coi ai đến. Trời, mới sáng sớm ai đã tới rồi. À phải đó, Susanna. Chào. Hello, xin chào. Sao? Xin chào. Xin mời, xin mời. Xin chào. Xin chào. Chị uống gì? À, đi khách sáo. Trời, mình bể mồ hôi không? Thế nào Anthony hả? Vết thương không sao chứ? Vết thương thì không nghiêm trọng, lành hết rồi. Đi lúc nào cũng được. Thật ra hôm nay tôi đến đây là có chuyện muốn nói với anh đó. Quảng cáo bên Nhật đã chọn người khác quay rồi. Chà, tại sao vậy? Vết thương của tôi thật sự không sao mà. Có phải họ đã quay sớm hơn dự định không? Không phải, không phải quay sớm hơn dự định. Bây giờ anh bị thương như vậy, trên đầu lại có băng, làm sao mà quay được chứ? Cho nên người ta đã tìm người mẫu khác rồi. Anh là người có tài mà, đừng nên nản lòng như vậy. Tuy là lần này mất cơ hội, nhưng mà chờ lần sau đi. Nè, tôi hứa với anh, mai mốt có quảng cáo nào, người đầu tiên tôi chọn sẽ là anh. Anh hai, đừng có buồn mà. Thêm nghĩ tất cả cũng tại con nhỏ điên đó đã tồi tệ thôi, còn phải hại người ta luôn. Trời ơi, về chưa vậy? Nè, trà sữa cà phê tới đi. Trời ơi, Tiểu Đàn Thái này, kêu cô đi mua trà sữa thôi mà đi gì lâu lắc à, đến chiếm sách chuỗi mua hả? Ê, mấy con phải nhỏ sai người ta quá hả? Đâu có. Người trong mộng người ta đó. Bạn uống đã cho tiền chưa? Có được không? Teo kiệt quá. Đâu phải đâu luôn. Đưa tiền này nấu hả? Tới liền, cảm ơn nhiều. Sao? Ê, Nguyên à, làm phiết chị bảo phát hiện xác chết. Trên đầu của nạn nhân có vết thương, cho thấy là bị vật cứng đập vào mà chết. Đã chết khoảng 8 đến 12 tiếng đồng hồ. Kìa, xuống hỏi người bảo vệ từ tối qua đến bây giờ có gì đặc biệt không? Dạ sir. Dạ Kiều, đến cậu. Dạ được. Ngoại trừ máu ra còn có thể chất giống như là kim loại. Có lẽ là những thứ bằng bạc. Emily à, cô hãy làm xét nghiệm ADN coi dân báo có thuộc gì nạn nhân không. Thank you.
cô ấy nhìn nè, ADN của dính máu trên khăn giấy hoàn toàn phù hợp với ADN của nạn nhân. Vả lại thể chất trên khăn giấy bước đầu cho thấy là bạc. Trên má phải của nạn nhân có 3 vết thẳng và dính chút máu. Có lẽ là bị nữ trang mà hung thủ đeo cào trầy. Khuỷu tay bên trái của nạn nhân có dấu kim vừa mới chích xong. Có lẽ nạn nhân có thói quen thường xuyên chích thuốc. Không chỉ ở khuỷu tay có dấu kim, vị trí gần vai ở ngực bên phải còn có cây kim bị gãy. Có lẽ cây kim này là do nạn nhân và hung thủ vật lộn làm gãy để lại ở đó. Nạn nhân có thói quen chích xì ke không? Lát nữa giải phẫu nội tạng sẽ biết. Lương à, hãy đem cây kim này qua bên pháp chứng xét nghiệm. Trên đầu của nạn nhân đã bị vật cứng đánh vào đầu nhiều lần, xương sọ bị nát, dẫn đến não bị thương trầm trọng. Tin rằng đó là nguyên nhân dẫn đến tử vong. Chúng tôi tìm được chiếc cúp có dính máu ở hiện trường, chắc là hung khí. Trên đầu của nạn nhân có nhiều vết thương đều giống nhau, nhưng mà đa số đều không sâu lắm. Có lẽ độ lực mà hung thủ ra tay không được mạnh lắm. Vậy đấy có thể là nữ giới. Theo lời khai của ông bảo vệ ở chung cư, tối qua trong thời gian 11 giờ đến 1 giờ vừa đúng lúc, ông đi ăn mì Hoành Thánh, cho nên những người ra vào trong thời gian này ông hoàn toàn không biết gì hết. Như vậy cho thấy hung thủ từ lúc bảo vệ chung cư đi ra ngoài để vào chung cư hành hung. Vậy thì không có ai thấy được. Theo báo cáo xét nghiệm tử thi phát hiện khuỷu tay của nạn nhân Diệp Quán Vinh có một dấu kim. Vậy theo suy đoán, lúc sống nạn nhân có thói quen chích thuốc. Còn nữa, ở vị trí gần vai bên ngực phải phát hiện một cây kim đã bị gãy. Bên pháp chứng báo cáo là trên khăn giấy có dính vết máu tìm được ở hiện trường có thành phần bạc. Nè anh Nguyên, anh đoán coi lúc hung thủ hành hung trên tay có đeo nhẫn vòng hoặc là những thứ gì khác không vậy? Kim Diệu Linh. Anh Hai Nguyên à, em nhớ ở trên tay của Kim Diệu Linh có một chiếc nhẫn hộp xoàn là hình tam giác, còn cái bọc hộp xoàn có 3 góc nhọn lên. Nè anh hãy coi, ở 3 góc kéo thẳng xuống. Anh coi có giống vết thương của nạn nhân hay không. Có khi nào cô bỏ trốn rồi? Xuống dưới tìm bảo vệ lên đi. Yes sir. Tân Tân, sao lại ở đây vậy? Tụi anh đến tìm Mel đó. Còn hai em? Thì em có vậy đó. Sáng nay tụi em gọi cho Mel nhưng không có người bắt máy. Mel ạ. Bác sĩ Điếp, anh Nguyên, sếp Tân. Chào, Tư Tư. Dì ơi, Mèo chết rồi. Cái xác ở đâu vậy? Ở trong phòng. Dì phải làm việc đi. Mèo đã chết rồi, Mèo đã chết rồi. Tư Tư, không chờ. Trên cổ của nạn nhân ngoại trừ có vết bầm ra, trên người của cổ cũng có rất nhiều vết bầm. Có lẽ trước khi cổ chết đã vật lộn với người ta. Tuy bề ngoài cho thấy cổ treo cổ tự tử mà chết, nhưng nguyên do cái chết có khả nghi. Gia Kiều tới cậu rồi. Cậu không sao chứ? Không sao. Ok. À Ken à, qua coi điện thoại có manh mối gì không? À được. Đừng đau lòng quá mà. Lần cuối hai cô gặp được Mel là vào lúc nào vậy? Mấy ngày.
Tôi gặp cổ cũng không có gì mà. Cổ còn kêu tôi đón cổ xuất viện nữa. Nhưng có phải hôm qua hai cô đón cổ xuất viện không? Tôi và Giao Giao bận thi nên nhờ anh Sanh ở tiệm ăn nhanh đón cổ đó. Chúng tôi tính hôm nay cùng cổ đi dạo để giải sầu, nhưng mà không ngờ. Cảnh sát đây, xin hỏi Tào Bình Sinh có ở đây không? À, anh bên kia kìa. Cảm ơn. Là Bình à. Anh là Tào Bình Sinh có phải không? Phải đó, có chuyện gì? Cảnh sát đây. Anh Sinh, chúng tôi có chuyện muốn hỏi anh. Tôi có thể giúp gì được cho hai sếp? Hôm qua anh đón Kim Diệu Linh xuất viện có phải không? Dạ phải, là tôi đón. Vậy anh có phát hiện cổ có gì không ổn không? Không, không có gì không ổn. Có phải tinh thần của cổ lâu nay không được ổn định không? Phải đó. Tinh thần của cổ hay hoảng hốt lắm. Đúng một cái là tinh thần căng thẳng. Đúng ra tôi tính kêu cổ về đây làm, nhưng mà ba tôi một mực không cho. Ba tôi nói cổ sẽ ở đây gây sự. Sau khi cổ nghỉ việc rồi, anh có thấy ai đến đây tìm cổ không? Không, không có ai đến tìm cổ. À có, có một người hay gọi điện đến tìm cổ, nhưng mà mỗi lần khi tôi hỏi tên thì họ cúp máy liền. Là nam hay nữ gì? Đàn ông. Còn nói gì nữa không? Không, không nói gì hết. Vậy anh có nhận ra được giọng nói này hay không? Không nhận ra. Từ vết bầm trên cổ của cổ cho thấy cổ không phải tự tử mà chết. Sau khi cổ chết rồi mới bị người ta treo lên. Làn da thì hơi khô, còn hồng cầu ở thân thể không có tích tụ ở chân. So với những tình trạng treo cổ chết không phù hợp. Vết đỏ trên miệng và mũi có lẽ đã bị người ta lấy tay bịt mạnh mà tạo nên. Gân đỏ trong mắt và những ban đỏ trên mặt của nạn nhân có lẽ là do gồng quá quyết liệt. Rõ ràng là trước khi chết đã vật lộn với người ta. Vậy tức là mưu sát à? Phát hiện ở âm đạo của cổ có tinh dịch, đồng thời âm hộ còn có vết bầm. Có lẽ trước khi chết đã bị người ta xâm phạm tình dục, cho nên thân thể của cổ đã từng bị người ta chà rửa triệt để. Nhưng mà tinh dịch ở âm đạo không dễ dàng bị rửa đi được. Vậy là tức là cổ bị người ta hãm hiếp rồi giết, sau đó ngụy tạo như là cổ treo cổ. À, chiếc nhẫn của cổ có dính máu. Lương à, cậu hãy đem qua bên pháp chứng xét nghiệm coi có phải của Mèo không. Móng tay của cổ có bị gãy không? Mười móng tay của cổ đều rất hoàn chỉnh. Nhưng mà chúng tôi tìm được móng tay bị gãy ở hiện trường. Nếu như không phải là của cổ, không lẽ là hung thủ để lại? Nhưng mà chúng tôi tìm được món tay bị gãy ở hiện trường. Nếu như không phải là của cổ, không lẽ là hung thủ để lại?